Infernoid 2024 có gì? Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại, mình là Perry đây. Và năm 2024 thì với sự trở lại của Infernoid trong meta ở T2, T3, bởi vì chúng ta có support mới, chúng ta có engine mới và lần đầu tiên chúng ta có handcraft nữa, đấy các bạn sẽ biết. Thì đây sẽ là decklist của mình với Infernoid 60 ha, của phiên bản 2024. Rồi chúng ta bắt đầu. Đầu tiên thì vẫn sẽ là hai Onanku và hai Devi thôi. Thì đây là hai kẹt siêu mạnh, siêu brick. Thì các bạn cũng biết quá nhiều rồi. Chơi hai là đủ, thấy không? Sau đó chúng ta sẽ có Atondo, chúng ta có hai Sexy Mask và chúng ta có một Sajet. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm cả PRT. Đây là kẹt mới trong deck mình chứ không phải là kẹt mới của Inferno. Cái này rất cũ rồi, bởi vì start 2002 không quá mạnh và effect cũng hơi khó chịu nữa, nhưng mà mình vẫn xài bởi vì nó là một nem mới, một nem của Infernoid và mình cần nhiều nem nhất có thể. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đến với những con nhỏ, đó là Patchouli, Harmonic, Antra và Permis 4321 và hai con Decatron. Thì deck mình không có chơi ba Decatron bởi vì nó brick, không chơi nhiều nem và cũng vì nó brick, đơn giản không bị nó brick thôi. Các bạn có thể chơi 2 hoặc 3 tùy vị deck ha. Mình thì chơi 2 thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với engine. Engine của mình sử dụng là engine Devil Star Snake Eye với bắt đầu bằng 2 Devil Star The Black Witch. Chúng ta có 2 Snake Eye Ash, chúng ta có 2 Snake Eye Populous, 1 Orc và 2 con bự bao gồm là 1 Snake Eye Devil Star mới ra và 1 Snake Eye Flamber Dragon. Thì đây là engine mà giúp cho Infernoid có thể spam monster chơi trong tên 1 thay vì là phải đi sau, mình có thể chủ động mình đi trước rồi. Thì một lát nữa combo như thế này mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai combo của deck này ha, liên quan tới Snake Eye. Tiếp theo đó sẽ là dàn spell trap của hai engine, chính của hai engine này. Đầu tiên với Infernoid chúng ta sẽ có 3 Banishment. Thì này không lạ nữa, mặc dù nó chưa có foil thôi, mình chưa kiếm được cái foil super nào hết. Chúng ta có 3 Imagination với 3 Void, chúng ta có Secret Ultra và Outer Arc ha. Chúng ta có 1 Void Fit và chúng ta sẽ có thêm 1 Void Bell Trap nữa, sử dụng thêm đó là Void Blaze Up. Thì đây là card Destruction của deck. Ngoài ra thì nó có thể banish nó để các bạn có thể lấy lại Infernoid từ banish về 1. Thì đây là hiệu ứng mà Infernoid đang cực kỳ mà chờ, đúng không? Mặc dù nó qua Spell Duel thôi. Đối với Spell Trap engine của Devil Star thì chúng ta có 3 Wanted. Chúng ta có 1 Wanted Sinful Spoil, chúng ta có Fuel và chúng ta có Snake Eye Chase. Thì 3 Wanted với 1 cái Sinful Spoil Snake Eye này các bạn cũng biết rồi. Cái Fuel này á thì nó sẽ cộng 1000 máu vào tắc cho level 1 Fire và gắn lên. Còn đối với Chase á thì các bạn có thể banish nó để các bạn lấy lại, kéo lại một con monster ở bên top zone lên sân ở end phase. Tiếp theo sẽ là dàn spell hỗ trợ cho hai engine này. Chúng ta sẽ có hai cỏ, deck 60 mà không hai cỏ sao được, đúng không? Tiếp theo đó chúng ta sẽ có một 1-for-1, level 1 nhiều, không nói không có gì để nói cả. Một instant fusion bởi chúng ta có chơi evil, một fire recovery để kéo mộ và recycle. Đó, với fire recovery chúng ta sẽ kéo mộ special và chúng ta sẽ có small world. Bởi vì một lý do đơn giản là mình không có 2 triệu để mình mua Bonfire các bạn. Nếu như các bạn thích và video này thì các bạn có thể ủng hộ bằng cách like và subscribe, nhấn chuông để giúp cho mình có thể mua được 3 Bonfire nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phần cực kỳ quan trọng. Hand trap. Nè, chúng ta có 3 Maxi. Chúng ta có 3 Xuân. Chúng ta có 1 Ron Lockbird và 1 Nibiru. Ngoài ra chúng ta sẽ có sự trở lại của Gamma và River, cặp đôi tài xế ha. Hai chỉ tay và một chỉ kiếm cho dàn để chống lại những hand trap này. Và ngoài ra thì mình cũng có chơi thêm cả, để mình dời một chút xíu, mình chơi thêm cả Infinite Impermanent, một trap thôi, và hai cây quạt. Thì đây là dàn hand trap mới bổ sung cho deck, bởi vì deck có thể đi trước rồi và deck không còn cho Reasoning Monster Gate nữa, cho nên là bạn có thể toàn quyền nhét hand trap vào. Và đó là main deck. Chúng ta sẽ đến với extra deck. Main bây giờ extra deck thì với mình sẽ chơi hai con Infernoid, là một Evil và một Tiara. Tiara các bạn cũng biết rồi, nhưng mà với Evil thì đây là một custom card, các bạn có thể
triệu hồi nó bằng Instant Fusion cũng được. Khi nó được Battle Fusion Summon thì các bạn có thể send Infernal Monster tương đương với một con Infernal đã đang bạn banish đó. Và nếu như con Infernal này nó bị rớt mộ, Infernal Evil này bị rớt mộ hoặc banish thì các bạn có thể sợ một bộ Bell Chap siêu mạnh luôn, cả custom level 1 Fire nữa chứ. Chúng ta tiếp tục với lại hai con Fusion nữa. Mình sẽ chơi một Entit và một Gardura trong Extra. Thế các bạn cũng biết rồi, còn Gardura thì nó vừa có thể roll 1 mà vừa có thể summon lên bằng Super Polymerization nếu như các bạn chơi nó Summon Deck. Link Monster thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một Anima. Thì mình sẽ không thích chơi Linku cho nên mình chơi Anima để cho nó có thêm cái Interruption là bắt và nó gắn vô. Một Proxy Evolution để Fusion ra con Evil. Con này có biết Fusion nữa các bạn ha. Nó lửa nữa. Chúng ta có một Hita để bắt lửa, kéo lửa lên. Chúng ta có một Phoenix để bắn Bell Trap. Một IP, một SP. SP này á thì mình sẽ chơi thêm cả một con Equimax để OTK. Mặc dù mình ít hơi ít OTK với tụi này. SP trong deck này là một cái cực kỳ mạnh. Mặc dù mình biết SP mạnh lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có dịp xài. Rồi, đây một cạc mảnh khác, chúng ta có công chúa lửa Promethean Princess. Công chúa lửa này bao mạnh luôn các bạn. Triệu hồi được một con lửa bất kỳ, dùng nó lên liên 4, kéo lại rồi bắn phá các kiểu, quá mạnh luôn. Và các bạn có thể dùng Promethean Princess để lên Amblowell hoặc là Infernal Flood, một trong hai, tùy các bạn lựa chọn ha, tùy vào tình huống các bạn sử dụng. Mình có hai lựa chọn ở đây. Và cuối cùng kẹt thứ 15 sẽ là kẹt dùng để lên dùng IP để lên, đó chính là Underworld Goddess. Nó cũng là phiên đấy các bạn, phiên cực kỳ quan trọng trong deck này ha. Rồi, và đó là 15 kẹt extra và 60 kẹt main deck. Và tiếp theo sau đây sẽ là combo mình sẽ giới thiệu cho các bạn để chơi cái deck này ha, combo cơ bản thôi. Bắt đầu nè. Thì mình sẽ có hai combo sẽ giới thiệu với các bạn ha. Và nếu như các bạn muốn tiếp tục theo dõi, hãy nhớ là dừng lại một chút xíu, các bạn nhấn like, nhấn subscribe và nhấn chuông thông báo để ủng hộ cho kênh ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào. Đầu tiên sẽ là combo một cạc rưỡi với Snake Eye Excel hoặc là Snake Eye Ash làm điểm khởi đầu. Thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc Normal Ash. Chúng ta sẽ search Populous lên. Đó. Populous sẽ tự nhảy bởi vì nó được à lên tay ngoài trừ Raw. Nhảy xuống và chúng ta sẽ search, dùng Populous để search Original Sinful Soul Snake Eye. Kích hoạt nó, send Populous xuống để kéo Decatron trong deck ra. Thì lúc này bạn sẽ chain 1 trên 2 Decatron và Populous. Đó, Populous sẽ tự gắn lại và Decatron sẽ send, chú ý, PAT xuống 1, level 5 ha. Lúc này thì Populous, lúc này thì Excel sẽ nháy effect để có thể kéo Orc từ trong deck lên. Orc sẽ kéo lại Decatron bằng effect của nó. Decatron sẽ send thêm một con nữa. Thì các bạn sẽ chọn những con Infernal nhỏ ha, ngoại trừ Permit là chủ yếu. Thì mình sẽ send Harmonic của deck xuống 1, level 3. Sử dụng Orc và Populous. Orc, dùng effect của Orc để xem Populous xuống mộ để chúng ta có thể lên Flame Burst. Sau đó chúng ta đem đi Link lên Proxy F Magician. Thì lúc này Orc, thì lúc này á là Flame Burst sẽ nháy lại effect, kéo Decatron và Populous trở về. Decatron sẽ nháy lại lần nữa, send để send level 4 Patria. Các bạn chú ý nha, là send nhỏ thôi. Sau đó các bạn ban hai con nhỏ này đi để các bạn kéo lại PAT. Cực kỳ quan trọng khúc này. Proxy Evolution sẽ nháy effect để các bạn banish. Xin lỗi, các bạn send hai con này xuống mộ để các bạn triệu hồi Evil. Và với Evil thì các bạn sẽ ban PAT đi. Đó, để các bạn send 5 Infernal khác lên xuống mộ. Đây. Là 5 con này này. Đó. Thì các bạn né giúp mình ra. Né giúp mình những con như sau. Né giúp mình con Permit. Né giúp mình con Stretch. Là được. Né giúp mình con Decatron còn lại luôn. Các bạn có sẽ phải chừa cho mình ít nhất là một Decatron, một Permit, một Stretch và một Sessimat. Để các bạn còn đường để các bạn lên Vorfeed ha. Rồi. Tới đây
Rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục lên SP Little Nine. Đó, SP Little Nine để làm gì? Một lát chúng ta biết. Một lát mình sẽ cho các bạn thấy ha. Rồi, dùng SP Little Nine và Evil để lên Princess. Lúc này Evil nháy khi nó bị rớt mộ hoặc banish mạnh điên. Thì chúng ta sẽ support banish mình lên. Công chúa sẽ kéo lại Lambert. Chúng ta sẽ sử banish 2 để chúng ta kéo lại Sassy và dùng Promethean Princess với Sassy chúng ta lên bất kỳ một con liên 4 lửa nào ha. Thì các bạn có thể chọn giữa Amblowell hoặc là Flood, tùy tùy ha. Trong trường hợp mình sẽ chọn Flood. Và các bạn vẫn còn Infernoid thì các bạn có thể lên Deviate để trong một cái này game Monster bỏ bánh đến mình send Nibiru xuống để các bạn kéo vô phía lên. Rồi các bạn sẽ gắn SP Little Nine lại bằng effect của Flambeau. Đó là giờ tại sao mà mình lên SP Little Nine đấy các bạn. Rồi như vậy chúng ta có gì? Chúng ta có trong raw phase chúng ta có thể sử dụng Flambeau để chúng ta kéo SP lên nè. Và chúng ta có thể sử dụng Fist ở main phase, ở battle phase hay gì cũng được, là chúng ta follow up thêm. Thì trong trường hợp này mình kích trong raw phase luôn. Chúng ta kéo Sassy, chúng ta kéo Decatron ra. Decatron sẽ nháy và send Onyanko xuống. Như vậy chúng ta có một đại game Monster nè, một đại game Bell Cháp nè, một ban mộ nè, một SP nè, một negate summon của Flood nè. Nếu Flood chết, mình kéo thêm một con Inferno trong deck ra. Nếu Flambeau rớt mộ, mình kéo hai level một fire, trong đó sẽ có Decatron hoặc là Stack Eye. Stack Eye thì cũng sẽ kéo Decatron lại thôi. Và Decatron sẽ có thêm disruption, có thêm card. Mà các bạn có thể kéo Populous với Excel để có thêm card. Các bạn có thể ốt để kéo lại Decatron. Các bạn có thể làm rất nhiều thứ. Và ngoài ra chúng ta còn có Promethean Princess ở dưới mộ để bắn một card rửa combo và ra một đống disruption như thế, gần như là auto win à. Rồi đó là combo đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với combo thứ hai. Với combo thứ hai thì nó sẽ khắc phục những điểm yếu combo đầu tiên. Là combo đầu tiên thì nếu một con rôn cũng chết đúng không, Nibiru cũng chết, cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu với combo này. Combo này sẽ không sợ rôn và có thể check được Nibiru ha. Sử dụng Sinful Spoil Hunter Fiend ở raw phase để chúng ta sẽ đi Bell Star lên. Nhưng mà combo này sẽ hơi khác một chút. Đó là các bạn phải cần cái gì biết không? Các bạn phải cần một Inferno Monster nằm cái bên đấy thành một cạc rửa combo. Nó không có rộng như combo kia nhưng mà nó an toàn hơn nhiều. Petrolia sẽ là lựa chọn của mình. Đi Bell Star sẽ set lại Snake Eye, send xuống kéo Excel. Excel sẽ sợ Decatron lên normal, Decatron xuống sen. Thì lúc này các bạn có thể sen Sassy xuống ha. Các bạn nên sen một con lớn 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 tùy ha. Thì các bạn chọn, mình sẽ chọn 7 tại vì mình sẽ vẫn còn 7 trong deck. Orc sẽ được Vessel Summon lên và kéo lại Decatron. Decatron lúc này sẽ sen nhỏ thôi, sen Harmonic. Sau đó các bạn lên Flambeau. Lúc này các bạn không có Monster nữa thì không không dẹp Flambeau xuống được, thì các bạn buộc lòng phải banish hai Inferno thôi để các bạn ngoại trừ Decatron nha, nhớ trừ Decatron ra để các bạn kéo lại Sassy. Rồi sau đó các bạn lên SP ngay luôn cho mình. Flambeau sẽ kéo lại Decatron và Orc. Orc Decatron lúc này sẽ send Deviate xuống để làm chi? Các bạn check Nibiru. Giả sử như giờ thời điểm SP được lên á là các bạn đã đủ 5 lần summon rồi. Nếu như mà nếu như mà đối phương có Nibiru á, đối phương ném Nibiru á thì các bạn dùng SP các bạn chạy đi cũng được. Thì coi như các bạn không mất gì nhiều. Đó. Còn khi mà các bạn lên này rồi, các bạn nháy phép Decatron thì các bạn send DVT xuống, thì DVT thì nó sẽ là một cái check trước Nibiru. Sau đó chúng ta là công chúa sẽ có lại Flambeau, Flambeau gắn lại SP. Và ngưng tại đây. Mình đi hơi lố chút xíu. Ngưng tại đây nếu như bạn thấy là đối phương có Nibiru. Đúng không? Còn nếu không thì các bạn cứ có thể chơi tiếp được cũng được. Các bạn có thể lên lên con Flood, sau đó các bạn ban 2 để các bạn lên Sassy.
và thế là Button. Thì nó sẽ ít này gây hơn một chút xíu nhưng mà nó qua được roll, bạn không sợ roll. Đó. Và bởi vì các bạn không sợ roll cho nên các bạn hoàn toàn, nếu như các bạn có như mình là các bạn có Hunter Fiend với mộ sẵn, các bạn chỉ việc shuffle vào roll một thôi, các bạn sẽ có thêm một một kẹt nữa, coi như là một kẹt nữa combo nhưng roll lại một. Đó. Rồi. Và đó là hai combo của deck Infernoid phiên bản 2024 này với Snake Eye và Debelstar ha.